Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tô phát tán tượng ông Hồ ở Angola để tuyên truyền hay muốn trấn yểm. Vào ngày 15 tháng 7 vừa qua, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam, có chuyến thăm Cộng hòa Angola. Không biết ông Tô Lâm sang đây có việc gì? Có lẽ chuyến đi này cũng liên quan đến việc bắt cóc một ai đó, tương tự như việc ông Tô Lâm đã từng thăm Slovakia trước đây. Bề ngoài là thăm ngoại giao, nhưng bên trong là bắt cóc người. Trong những năm gần đây, người Việt Nam sang châu Phi sinh sống khá đông, trong đó không thể không có những thành phần tội phạm mà Bộ Công an Việt Nam muốn tóm về. Mà đã đi sang Angola thì chắc chắn ông Tô Lâm không thể không đến Đại sứ quán Việt Nam tại nước này. Thực tế, có một số lính của ông Tô Lâm làm việc tại các đại sứ quán dưới vỏ bọc là nhân viên đại sứ quán. Không biết ở Angola có bắt cóc hay không mà ông Tô Lâm phải cất công sang tận đấy. Được biết, khi đến Angola, ông Tô Lâm đã dự lễ cắt băng khánh thành tượng đài đại sứ quán. Như vậy, ông Tô Lâm mang tượng ông Hồ đi khắp thế giới để quảng bá cho ông Trọng. Không biết có phải mục đích của ông Tô Lâm là để tuyên truyền về Angola về một thứ thiên đường xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang tiến tới hay không? Một thứ thiên đường của những điều xấu xa, thiên đường của tham ô và thiên đường của sự xuống cấp về mặt đạo đức sinh sôi nảy nở. Đó là thực tế không thể chối cãi. Không biết những giá trị tinh thần của ông Hồ là gì, chỉ biết hầu như những người đã học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đều là vô đạo đức. Rất nhiều người đang đi và đứng trước vành móng ngựa trong vụ án chuyến bay giải cứu là những con người đã từng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sang tận Angola để phát tán tượng ông Hồ. Tham gia hút máu dân trong chuyến bay giải cứu có Vũ Ngọc Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola. Hiện nay, ông này đang phải hầu tòa vì nhận hối lộ 864 triệu đồng. Có lẽ đây là tấm gương sáng của những người cộng sản chăng? Tấm gương về hành động hút máu dân không một chút xót xa. Giờ đây, ông Tô Lâm đem theo tượng Hồ Chí Minh, không biết để tuyên truyền cho dân Angola hay là để trấn yểm, hóa giải lời nguyền nhận hối lộ tại Đại sứ quán Việt Nam ở đây. Trong Đại sứ quán này có nhiều người là lính của ông Tô Lâm làm việc trong đó, họ cần trấn yểm để cho an toàn chăng? Hành động phát tán tượng Hồ Chí Minh ra khắp thế giới bị đánh giá chỉ là trò mèo, bởi cả thế giới ngày nay đã biết rõ bộ mặt của lãnh đạo Cộng sản rồi. Những tên tuổi như Stalin, Mao Trạch Đông, Pol Pot, Kim Nhật Thành, vân vân thì không ai xa lạ gì. Ông Hồ Chí Minh cũng được thế giới liệt vào hàng đồ tể, chung với những con người ấy. Có người nói rằng giá trị của ông Hồ Chí Minh chỉ nằm ở giá trị của tờ tiền có in hình ông Hồ. Tức là ông chỉ có giá trị trong lãnh thổ Việt Nam và giá trị đó chỉ gắn với những vật chất được lưu hành. Còn ngoài lãnh thổ Việt Nam, ông không có giá trị gì cả, về mặt vật chất lẫn tinh thần. Nói về giá trị vật chất, hình ông Hồ trên đồng tiền Việt Nam không được so sánh với hình ông Washington trên đồng đô la hoặc hình nữ hoàng Anh trên đồng bảng Anh. Chính quyền và Đảng Cộng sản đem tượng ông Hồ phát tán ở nước ngoài, chẳng khác nào họ mang đồng tiền của Việt Nam ra nước ngoài tặng vậy. Chẳng ai thèm quan tâm vì nó vô giá trị. Vậy thì họ đi phát tán tượng ông Hồ để làm gì? Câu hỏi được đặt ra. Có người cho rằng tượng ông Hồ nhỏ xíu trước Đại sứ quán Việt Nam ở Angola có khi được duyệt chi hàng nhiều tỷ đồng. Tượng nhỏ thì ăn nhỏ, tượng to sẽ ăn to. Và mỗi lần xin dựng tượng Hồ Chí Minh thì bao giờ cũng được duyệt vì Đảng Cộng sản dùng hình ảnh ông Hồ Chí Minh để trục lợi kia mà. Vũ Ngọc Minh, biên phải cựu đại sứ Việt Nam tại Angola, người bị dính dáng với vụ chuyến bay giải cứu trấn lột đồng bào. Giá trị đích thực của hữu xạ tự nhiên hương tự trong một con người sẽ lan tỏa ra giá trị nếu người đó thực sự có giá trị. Còn với ông Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản dùng bộ máy khổng lồ để sơn phết, để duy trì tên tuổi cho ông, thì rõ ràng con người ông Hồ Chí Minh không hữu xạ. Ông Hồ Chí Minh nổi tiếng nhờ một bộ máy tuyên truyền khổng lồ. Khi bộ máy này sụp đổ thì chẳng còn lại chút hương vị gì nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp với bản tin ông Tô Lâm phát tán tượng ông Hồ ở Angola để tuyên truyền hay muốn trấn yểm.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạm Trung Kiên, nhân vật có thể móc cho bục bãi thối của Đảng. Vụ án chuyến bay giải cứu là một vụ án được đem ra xét xử vội vàng, dù đã có 540 ngày điều tra. Vụ án chỉ mới xét xử 1/4 thời gian mà đã phơi ra một sự thật, đấy là vẫn còn những thành phần cần phải moi ra, nhưng cơ quan điều tra lại cố ém lại. Việc cơ quan điều tra đổ hết tội cho Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên lên đầu thư ký của ông ta là cách bao che quá lộ liễu. Nhân dân bây giờ chứ không phải là nhân dân thời cải cách ruộng đất mà có thể dễ dàng lừa dân được. Nếu khui đến nơi đến chốn khúc thì sẽ có rất nhiều cảnh phim hay mà xem. Với trường hợp của Phạm Xuân Kiên thì việc Viện Kiểm sát cần phải tấn công nhiều hơn nữa. Bởi đây là điều cần thiết để tuyên án đúng người, đúng tội. Ẩn đằng sau Phạm Trung Kiên không phải chỉ một mình ông Đỗ Xuân Tuyên mà cả một đường dây chạy án rất khủng. Tại sao đường dây chạy án Hoàng Văn Hưng, Nguyễn Anh Tuấn bị khui ra mà đường dây chạy án của Đỗ Xuân Tuyên lại không bị khui? Phải chăng đường dây này vướng phải nhân vật nào quá lớn khiến các cơ quan điều tra không dám khui chăng? Chưa có đất nước nào mà thị trường chạy án kinh khủng như tại Việt Nam. Cứ nơi đâu có án thì nơi đó có chạy án. Có thể nói dưới chế độ Cộng sản thì việc thụ lý vụ án và chạy án là hai mặt của một đồng tiền. Mặt trước là án, mặt sau là chạy án. Chỉ những bản án đối với người dân thấp cổ bé họng thì mới không có chạy án. Bởi những người dân bắt trộm con gà, con vịt hay ăn cắp ổ bánh mì thì tiền đâu mà họ chạy án đây. Cho nên cơ quan điều tra và tòa án cứ thẳng tay chồng án lên đầu họ. Chỉ có những người như ông Đặng Thanh Bình, cựu phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước mới được hưởng án treo, dù đã phá của nhà nước tới 15.000 tỷ đồng, tức là tiền thuế của nhân dân. Dấu hiệu chạy án hiện rất rõ trong nhiều vụ án. Cơ quan cảnh sát điều tra, viện kiểm sát, tòa án đều là những nơi có hoạt động chạy án. Luật sư ở Việt Nam thì cũng trở nên thức thời hơn với công việc làm môi giới chạy án để mà kiếm trác. Cả một bộ máy tố tụng từ phía nhà nước cho đến phía người dân đều cuốn theo thị trường chạy án béo bở này. Vào ngày 18 tháng 7, Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế khai về group chat giữa lãnh đạo 5 bộ về chuyến bay giải cứu. Phạm Trung Kiên xác nhận có nhận 42 tỷ đồng từ các doanh nghiệp tổ chức chuyến bay giải cứu nhưng cho hay không ép buộc họ. Lý do lãnh đạo 5 bộ có group chat Viber nên anh ta với vai trò thư ký không thể gây ảnh hưởng. Theo ông Kiên, tổ công tác 5 bộ có group chat Viber để trao đổi thông tin với nhau. Ví dụ, khi Bộ Ngoại giao có công văn gửi các bộ về việc cấp phép chuyến bay, bị cáo Tô Anh Dũng khi đó là Thứ trưởng hay cấp dưới là Đỗ Hoàng Tùng sẽ báo lên group chat xin ý kiến các chuyến bay, đề nghị sớm gửi lại ý kiến của Bộ Ngoại giao. Tổ công tác bao gồm 5 bộ Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Y tế, Giao thông vận tải. Tổ công tác này có thẩm quyền trong việc phê duyệt các chuyến bay giải cứu hình thức combo, tức là người dân phải trả tiền vé máy bay và cách ly. Chỉ có những vụ án kiểu này mới không có chạy án. Trong group chat Viber này, hầu hết các bộ đều cử những người cùng cấp bậc như Phạm Trung Kiên liên lạc với nhau. Ví dụ, Phạm Trung Kiên sẽ đưa lên những thông tin bóng Đỗ Xuân Tuyên nắm, nhưng còn các bộ khác thì sao đây? Như vậy, nếu khui đến nơi đến chốn, những nội dung trong các chất group này thì rất có thể sẽ còn dính đến nhiều nhân vật khủng nữa. Vụ án này bị đưa ra xét xử vội vã. Có lẽ toàn bộ các ban ngành trong bộ máy tố tụng đã thỏa thuận với nhau là sẽ chỉ khui đến đây mà thôi. Mà đã chỉ khui đến một mức giới hạn, đấy cũng là một dấu hiệu của việc chạy án. Ở chế độ này, chạy án có mặt khắp nơi, nó điều khiển hầu hết mọi vụ án lớn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Phạm Trung Kiên, nhân vật có thể móc cho bục bãi thối của Đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời báo.de